Hello, xin chào mọi người. Mình là Sơn đến từ Phát Mobile. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái sản phẩm rất là quen thuộc. Mình tin là đa số mọi người đều đã sở hữu một cái sản phẩm như vậy, đó chính là cục pin sạc dự phòng. Tuy nhiên thì hai cái cục pin sạc dự phòng hôm nay mình mang lên để giới thiệu với mọi người thì nó sẽ có một cái điểm khác so với những cái pin sạc dự phòng khác. Đó chính là đầu tiên là nó của hãng Energizer, một hãng sản xuất pin rất là nổi tiếng của Mỹ. Thứ hai, đây là cái loại pin mà nó có thể sạc không dây. Các bạn có thể thấy là hai cái hình tròn có cái dấu tia chớp này nè, là để các bạn đặt điện thoại lên và sạc không dây bằng chính cái pin sạc dự phòng này. Các bạn thấy rất là thú vị phải không nào? Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu chi tiết hơn với các bạn về hai cái sản phẩm của Energizer này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu về điểm giống nhau của hai cái cục pin sạc này. Thì hai pin sạc này đều có dung lượng là 10.000 mAh và có 3 cổng ra, là 2 cổng USB và 1 cổng USB Type-C. Còn cổng micro USB này để nguồn điện vào để các bạn có thể sạc cục pin này. Có hai nút nguồn, khi các bạn bấm thì sẽ bên đây sẽ hiện ra cái đèn báo hiệu để cho các bạn biết là cái cục pin của mình còn bao nhiêu dung lượng để có thể sử dụng. Và ở phía trên thì về thiết kế thì khá là giống nhau, chỉ khác là một cái phần màu thôi, một cái màu xám và một cái màu đen. Và những cái cục pin này thì rất là dễ sử dụng, các bạn có thể sạc một cách bình thường, ví dụ như các bạn có thể cắm dây vào và cắm điện vào cái điện thoại của mình một cách bình thường. Còn các bạn cũng có thể sử dụng với những cái điện thoại mà mới hiện nay thì các bạn có thể sử dụng là sạc không dây, các bạn chỉ cần đặt lên. Các bạn có thể thấy là điện thoại đã báo là đang sạc rồi không? Rất là tiện lợi, các bạn có thể sạc bất cứ lúc nào mà mình muốn. Và có một điểm nữa là mình sẽ không bị sợ là nó làm cho cái việc mà rút dấu sạc ra quá nhiều lần sẽ làm ảnh hưởng đến cái cổng này. Dù là cái ảnh hưởng nó rất là ít nhưng mà mình cũng hạn chế được bao nhiêu thì hạn chế. Và đó là điểm giống nhau giữa hai cục pin sạc Energizer này. Còn điểm khác nhau đó chính là đây, cục màu đen này là cục Ultimate có hỗ trợ là WhipCharger 3.0. Đó là hỗ trợ sạc nhanh, cả hỗ trợ sạc nhanh cả phần wireless cũng như là phần cắm này. Các bạn thấy là cái cổng USB nó là màu cam, đây là cổng sạc nhanh. Nó có thể ra nguồn điện là 3A. Còn bên đây thì chỉ là những cổng sạc bình thường, ra nguồn điện là 2A thôi các bạn có thể đọc thông số ở đây. Đây là những cái sản phẩm rất là chất lượng của hãng Energizer, một hãng sản xuất pin của thương hiệu của Mỹ, đã được khẳng định thương hiệu rất là lâu rồi. Các bạn có thể thấy là những cái cục pin Energizer đã rất là nổi tiếng từ ngày xưa rồi. Thì bây giờ hãng đã sản xuất thêm những cái cục pin sạc dự phòng thì chắc chắn với các bạn là chất lượng thì không có gì phải đáng bàn cãi nữa hết. Chỉ quan trọng là nó mang lại đến sự tiện lợi cho mình cũng như là an toàn cho chiếc điện thoại thân yêu của mình. Hiện nay thì tại VinFast Mobile đang có kinh doanh hai cái sản phẩm pin sạc dự phòng Energizer sạc không dây này. Các bạn có thể lên website của VinFast để tham khảo thêm về sản phẩm này nhé. Ngoài ra thì nếu như điện thoại của các bạn chưa hỗ trợ sạc bằng wireless thì các bạn cũng có thể đến VinFast Mobile để mua cho mình một chiếc điện thoại đời mới để có thể sử dụng cái cục pin sạc wireless này rất là nhanh. Thì những thông tin về những sản phẩm các bạn có thể lên website hoặc fanpage của chúng tôi để tham khảo cũng như là những cái chương trình khuyến mãi để các bạn có thể cập nhật liên tục. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ like, share và subscribe kênh VinFast Mobile để chúng mình có thể làm thêm những video mới hơn nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.